Trí tuệ của Phật viên mãn rồi. Vì sao vậy? Hoàn toàn là lợi ích tất cả chúng sanh, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Phước báo của Phật giúp chúng sanh ly khổ được vui. Quý vị xem, điều này quá lớn lao. Trí tuệ giúp người phá mê khai ngộ, phước báo giúp người lìa khổ được vui. Phước báo của Ngài là viên mãn. Chúng ta có phước báo là tự lợi, có trí tuệ cũng là tự lợi. Không chịu lợi tha, vậy là không được rồi. Bởi vì tự tha là một không phải hai. Quý vị muốn hỏi vì sao nhất định phải lợi tha? Bởi vì tự tha là một không phải hai. Toàn thể vũ trụ, khắp pháp giới, hư không giới, cũng giống như thân thể mỗi người chúng ta vậy. Mỗi chúng ta, một người giống như một tế bào trong thân thể chúng ta vậy. Một tế bào trong thân thể chúng ta và vô số tế bào trong thân này là một hay là hai? Tế bào này nói ta đều tự lợi, ta không chịu giúp đỡ người khác. Tế bào thân thể này của quý vị không tệ, rất tốt. Những tế bào khác hư hoại rồi, quý vị có thể sống được không? Chỉ có Phật và Pháp Thân Bồ Tát mới thật sự khẳng định. Vì sao vậy? Bỏ họ chứng được khắp pháp giới, hư không giới và bản thân là một thể. Cho nên lợi tha thật sự là tự lợi. Tự lợi thật sự là tự hại. Đạo lý này, chân tướng sự thật này chỉ có trong kinh Phật Đại Thừa mới giảng một cách thấu triệt. Chúng ta học tập qua Quốc sư Hiền Thủ viết vọng tận Hoàng Nguyên Quán. Trong Hoàng Nguyên Quán nói rất rõ ràng, với các nhà vật lý học tiên tiến nhất hiện nay phát hiện được, càng ngày càng tiếp cận. Giới khoa học đem những lời Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói đều chứng minh được rồi. Cho thấy lời Phật giảng không phải là giả. Nếu như chúng ta cũng có thể khẳng định được, cũng có thể lãnh ngộ, thể hội, cảm ngộ được, chúng ta nhất định là tự động tự phát, quên mình vì người. Thế giới ngày nay thiên tai quá nhiều. Nơi nào thiên tai nặng nhất thì chúng ta đến đó. Vì sao vậy? Nếu như quý vị một lòng vì chúng sanh, tâm thái quý vị tốt, từ trường của quý vị tốt, quý vị đến đó sẽ làm cho nơi đó những từ trường bất thiện, từ trường ác liệt bị làm cho giảm nhẹ bớt một phần. Ví dụ như nơi đó là sóng lớn, sóng gió rất lớn, nơi quý vị đứng là nước bình lặng. Lúc nước này đổ vào sóng lớn, sóng lớn sẽ thập bớt. Quý vị tuy cũng theo sóng mà trôi, nhưng quý vị làm cho sóng lớn hạ thập bớt. Điều này chứng tỏ người thật sự tu hành, đến nơi mà tạo ác nghiệp đó sẽ làm cho ác báo của họ được giảm nhẹ. Phải có quyết tâm. Cho dù trong tai nạn có chết đi,
thì không có gì đáng tiếc. Vì sao vậy? Vì chết rồi thì hiểu được thân thể này chết ở trong tai nạn đó, linh tánh càng nâng cao hơn.